的经典水开始给他。应该没，这个没事的，他也只是不会搅而已，啊，只是不会冲到水而已。水进了再出给他，没事的呗。他可以转了。好。我们只有做冰箱，还有一罐设备厂。哦，冰箱也是。好，谢谢。你们这个是专门修而已啦。啊，专门修。别人还是我，别人的，这个东西全部在这边弄，所以它这整个全部拆到晚上了，一片片的，然后他们就这样洗了，这个是里面上了，洗干净它，是咯，拆了，洗干净，多少钱这样？这个160要拿回去三天，哎呦，几千的，别说了。所以为什么两三个月我就冲，蒸药水一次？药水我是怕它弄坏你那个拉布它是软的，要蒸太久啊？它软了，你添一个下去，我不懂，它会变成硬啊，它以后关不完了，那个水会一直浪费的。因为它底下是靠一个拉布来关住那个水的，懂吗？这个东西硬了啊，它以后关不完，水一直里流啊，浪费水啊。明白。不懂是你，我不懂啊，因为我们不懂这添一个会不会对你的东西，对不对？也是。好了，他讲洗方便的百度嘞，好，你叫他，讲你叫我夸可以，哎呦，你叫姑干呀。他们问，谢谢你。八分钟，洗完你才关电脑。好，再见，拜拜。好，我洗没洗？没，衣橱冷的呢。Mình giữ cái này ra cho mẹ không ạ? Đây, cháo cua cả nhà ơi. Cháo cua này nè. Mình để tỏi, xé tỏi vô. Mình để lọc cua ra, cái mình để cua cho mình xấy tỏi nữa, mình để bột nêm, muối. Ngon. Để nước tương nữa con. Giờ mình ra mình coi cái máy giặt nó như thế nào cái nhà.
Nãy mình định đi mua cái máy giặt mới, nhưng cuối cùng lại thấy cái máy giặt nó còn tốt cho nên không mua, quyết định đi sửa. Nãy mình quay nó không có quay hết trơn cả nhà, xả mình không quay, trời tức chết. Xong rồi mình kêu thợ đi sửa, tốn 140 đô cả nhà. Máy giặt mình thấy còn tốt cho nên mình sửa. Đó, 140 đô nó mới chịu chạy đó cả nhà. Hôm giỏi quá, đây nước tới đầy luôn. Thở hay ha. Đụng vô cái tốn tiền thôi. Thì dặn mình mới giặt được nó để nước thơm nha mọi người, để nước thơm giặt quần áo vô nó dính xung quanh đó, cái nó dơ á là mình phải tẩy nó lâu ngày nó bị cái máy nó bị hư, tẩy nó làm cho cái máy mình hư á, bị nhỉ nước á. Nãy dặn mình vậy đó, nên giặt đồ mà xả nước thơm mình nó dễ dơ mát. Cái định đi mua cái máy giặt mới 500 mấy chục đô cả nhà. Trời đất ơi, sao mà nhớ nó tiết tiền quá không, kêu thợ sửa sửa tốn 140, nếu không mà tốn 500 mấy rồi cả nhà. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại lần sau.